Xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog à, các bạn xem clip nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho Danh ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều thì video ngày hôm nay Danh tiếp tục uh, dành cho các bạn nào đang phân vân giữa dòng xe Vario 125 và B125 thì các bạn có thể tham khảo clip của Danh ha Hy vọng clip này sẽ giúp ích các bạn một phần nào đó lựa chọn được chiếc xe mà mình thích nhất, ưng ý nhất ha rồi đầu tiên thì Danh cũng uh, xin uh, báo giá cho các bạn nắm uh, giá xe luôn ha thì ở thời điểm hiện tại này uh, nếu mà anh em nào có, có hộ khẩu ở thành phố rạch Giá tỉnh Kiên Giang uh, thì uh, lăn bánh luôn hai mẫu xe này luôn ha là dao động trên dưới khoảng 44 triệu nha các bạn hai mẫu xe này thì giá cả nó gần như là như nhau nha các bạn nó chỉ trên lệch một hai trăm ngàn thôi ha trên dưới 44 triệu nha các bạn là đối với ổ khóa thông minh hết luôn nha còn ổ khóa vigo uh, có có một phiên bản nó chịu khóa thường thì nó tầm khoảng 42 triệu nha các bạn rồi nếu mà nó ổ khóa thông minh vigo 125 ổ khóa thông minh luôn thì nó giá xe nó trên dưới khoảng 44 triệu ngang với ngang với ab 125 nha các bạn rồi các bạn xem tổng thể một dòng của hai chiếc xe này ha thì theo anh thấy thì những bạn nào trẻ trung năng động thì các bạn nên chọn Vario 125 ha anh thấy là trẻ chung nó phù hợp với các bạn trẻ hơn ha còn AB 125 thì nó phù hợp với mọi lứa tuổi nha các bạn anh thấy là các bạn trẻ hay là các cô chú anh chị lớn tuổi đều sử dụng AB 125 phù hợp ha còn riêng về Vario Vario thì 125 thì anh thấy là các bạn trẻ thì chạy thì nó sẽ phù hợp hơn các bạn rồi các bạn xem tổng thể một chồng ha thật sự là, hai chiếc xe này rất là đẹp nha các bạn rất là à, được sự ưa chuộng của các bạn rất là nhiều trong thời gian à, vừa qua ha rồi mẫu xe các bạn xem à, một phần của mẫu xe ha. đây là biển số thì hai con đều có biển số là 39 đuôi nha các bạn thằng tài ha rất là đẹp ha rồi video thì các bạn thấy là màu đầu đèn của nó thì nó à, vẫn là đầu đèn của Bayo thì nó đã được về xuống giống như AB nha các bạn ha. Nó sử dụng bóng LED một full LED 100% nha các bạn ha. Đây các bạn xem ha. Danh sẽ so sánh chi tiết công nghệ của hai chiếc xe này nha các bạn. Nó đầu đèn thì các bạn thấy hai bóng LED 100% ha, đèn đèn mi cũng LED luôn nha các bạn ha. Rất là đẹp ha, được sơn màu trắng bóng kết hợp với màu đen. Nhìn khác rất là nổi bật ha. Bên AB cũng không thua kém nha các bạn ha. Nhìn góc này thì AB nhìn thấy nó ngầu nó lì hơn nha các bạn. đèn LED 100% Vẫn bên đây vẫn có đèn đèn mi full led ha xe này hơi dơ nha các bạn thông cảm nha tại vì trời mưa đó các bạn thông cảm cho danh ha mùa này mùa mưa nha các bạn rồi đây là thắng đĩa của nó ha thì nó vẫn sử dụng là thắng đĩa thông thường nó giống như bên ab 125 thôi nha các bạn heo dầu thì heo dầu màu đen sử dụng heo dầu một bích tông kết hợp với thắng đĩa thông thường rồi, mâm thì rất là đẹp ha mâm chữ hình chữ y được sơn màu đen nhám nghe các, bạn. các bạn lớp xe thì nó cũng giống như bên ab thôi nó không có khác gì đâu rồi thông số kỹ thuật uh, mức tiêu hao nhiên liệu thì uh, AB các bạn đã biết thì là nó 2,26 trên 100 cây. Thì uh, bên uh, bên Vigo thì nó là 2,052 uh, lít trên 100 cây số thì nó cũng không chênh lệch nhiều nha các bạn. Rồi, bên đây cũng như kết hợp với thắng đĩa với uh, thông, heo dầu một cái tông nha các bạn, thắng đĩa thông thường ha. Rồi các bạn xem uh, lại một dòng của mặt đầu đèn của hai chiếc xe ha, rất đẹp ha bên đây thì nó có bát biển số xe này là nhập từ Indo nghe các bạn chứ không phải sản xuất ở Việt Nam ha nên có nó có cái bát biển số phía trước ha nhìn chiếc Vario vậy nên thấy nó trẻ trung năng động hơn ha rồi anh em xem uh, mặt đồng hồ của chiếc Vario 125 ha là full led 100% nha các bạn trên đây thì nó hơi giá các bạn thông cảm ha thì trên đây nó hiển thị giờ số cái số km đi được rồi báo xăng nói chung là cũng đầy đủ thông số kỹ thuật ha nhưng mà một cái đồng hồ này thì danh thấy nó hơi nhỏ hơn bên chiếc uh, AB 125 nghe các bạn nó dài hơn ha nhưng mà nó nhỏ cái bề ngang thì nó nhỏ hơn ha nó cũng hiển thị tất cả đầy đủ đó các bạn xe này chạy được 19.941 cây số ha rồi khá là đầy đủ ha báo xăng bên trái thì có báo xăng luôn rồi rất là đẹp ha đây đều là cái mặt đồng hồ của chiếc AB các bạn xem quan sát ha đây thì nó rộng hơn bề rộng nó rộng hơn nhưng mà cái bề dài thì nó nó không bằng ha mặt đồng hồ là full led 100 phần trăm luôn nha các bạn cả hai xe đều full led ha bên đây thì có báo giờ báo số km đi được báo xăng báo dòng tua máy ha rất là rõ ràng chi tiết ha có nút xe thì nó cũng giống giống như video uh, 125 thôi nút kèn nút bay uh, ba dây tắt máy ha bên bên video uh, 125 thì vẫn có nha các bạn ha vẫn có chức năng này ha À, xe này thì AB thì vẫn là ổ khóa thông minh. Rất là tiện lợi ha, qua video đây. Bên đây thì uh, xe này thì chìa khóa thường nha các bạn nhưng mà nó vẫn có cái uh, phiên bản sử dụng ổ khóa thông minh nha các bạn ha. Xe này thì xe ổ khóa sử dụng chìa khóa thường nha các bạn. Rồi nó có hai học đường đồ rất là tiện lợi cho các bạn đường đồ ha. Cái này thì nó uh, bên AB 125 thì nó không có cái học đường đồ nữa ha. Rồi móc keo đồ Sàn đá chân của Vario 125 thì khá là rộng nha các bạn ha Cũng tương đối khá rộng ha Đây là bình ắc quy thì nó nằm ở dưới đây ha các bạn Rồi giờ quay cái xe cho các bạn xem á Thì xe thì chiếc AB125 thì các bạn đã biết là xe nó rất là rộng ha Nó có cổng sạc USB Cổng sạc điện thoại Nó có nút đèn gọi cho các bạn sáng và ban đêm để các bạn mở xe là nó sẽ sáng đèn ha rất là to ha bên học xe vario các bạn quan sát ha nó chỉ có một học thôi tại bình xăng nó nằm ở trong yên xe luôn học xe cũng tương đối lớn nha các bạn nhưng mà nó không có lớn bằng được chiếc ab ha xe này vẫn có cổng sạc điện dẫn đề vario đề 2023 thì vẫn có cái cái cổng sạc điện thoại nha các bạn như đề này thì không có ha vario 125 đề 2023 thì vẫn có cổng sạc điện thoại rồi xe này là xe nhập khẩu từ Indo nguyên con từ Indo nha các bạn ha các bạn xem tem xe ha tem xe này thì À, là tem dán nha các bạn ha tem chìm chữ barrio thì là tem nổi nha các bạn đây là barrio 125 nó sẽ không có số 125 xe hơi giờ các bạn thông cảm nha, tại vì danh xe danh mượn trong lúc mùa mưa đó rồi bộ xe thì khá là thể thao ha xe này sử dụng làm mát bằng dung dịch nha các bạn giống như ab 125 ha cản sau được sơn màu đen nhám nha các bạn in xe thì nó nó không có bằng bên AB ha in xe thì nó nó nhỏ hơn bên chiếc AB để bao tem nổi nha các bạn xe này thì chỉ sử dụng có một cuộc thôi rồi các bạn xem tem bên chiếc AB ha AB thì tem nổi màu vàng đồng rất đẹp ha bên AB thì sử dụng là hai cuộc nha các bạn hai cuộc này chắc chắn nó sẽ cứng cáp hơn nó bền bỉ hơn là xe một cuộc ha nó giữ thân bằng sẽ tốt hơn ha anh em xem ha, xe AB 125 phiên bản năm 2023 sử dụng hai cuộc ha rất là chắc chắn ha động cơ thì uh, sử dụng động cơ ESP cộng nha các bạn bên Vario thì nó là sử dụng động cơ ESP thường ha Để anh em xem Vario chỉ có một cuộc thôi ha rồi động cơ là ESP nha các bạn hai quan ha còn bên AB thì sử dụng là động cơ bốn quan ESP cộng nhưng mà cục máy so sánh với hai dân chạy danh chạy thử hai chiếc xe này thì cục máy là sức mạnh là tương đối ngang nhau nha các bạn không có sự chênh lệch gì nhiều ha vẫn mạnh hai xe vẫn mạnh và bóc ha nhưng điều qua 125 thì cái nồi nó hơi kêu nha các bạn ha nó kêu hơn AB ha tại vì xe này nó nó hơi cũ ha các bạn xe này thì chạy hơi nhiều ha tháng sau thì cả hai xe đều sử dụng thắng thông thường nha các bạn đây thắng thông thường ha lớp xe thì uh, vẫn như nhau nha các bạn thông số lớp xe vẫn như nhau ha cái đó này cũng không quá quan trọng ha rồi đèn hậu của Bayo 125 thì nó là full LED 100% nha các bạn ha. đèn xi nhan vẫn là đèn LED luôn ha. Còn bên AB thì đèn xi nhan của nó thì là đèn bóng thường nha các bạn. Cái này thì nó không có so được với Bayo ha. Đây nè các bạn quan sát ha, đèn xi nhan của nó vẫn là bóng thường halogen nha các bạn. Nhưng mà đèn hậu của nó thì là LED hai tầng ha. Rồi. Động cơ máy móc thì hai xe như nhau nha các bạn, độ mạnh nó bốc là như nhau ha. Nhưng mà chiếc Vario thì cái nồi nó hơi kêu nha các bạn ha. Có sao nói gì nghe các bạn Rồi Bản số xe khá là đẹp ha 39 thằng Tài Bên đây cũng vậy ha về à, cũng nhắn 39 thằng Tài ha Rồi, bữa nào anh sẽ mượn chiếc bio màu đen Để so sánh uh, cho chi tiết hơn nha các bạn Rồi chiếc bio này nó màu trắng Nó hay trỏ chổi ha Rồi anh em xem lại cái góc quay này Thì chiếc xe nào cũng đẹp ha Rồi anh em chọn chiếc xe nào Thì anh em cứ uh, thoải mái bình luận ha Chiếc nào cũng được anh em Anh em cứ thoải mái bình luận Anh em chọn xe nào Thì anh em cứ bình luận ha rồi video danh sinh kết thúc đây nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe ha. Rồi chào anh em.